Hôm nay qua công ty đặc sản nắng gió để sửa cái máy sấy nhiệt thành cái máy sấy hồng ngoại nè. Địa chỉ bên đường ấp Chiến Lược, mình đi Đông Bình Tân nè. Mọi người ra đăng ký kênh, đăng ký giùm mình nha. Đấy. Máy sấy thì nằm bên ngăn bên này. Đặc sản nắng gió sẽ qua cho ra một số sản phẩm sấy, sấy trái cây tươi. Rồi coi vô coi nè. Mình thay điện trở nhiệt bằng nè, thay cái bộ điện trở nhiệt bằng bóng đèn tia hồng ngoại. Công suất của cái cục này là tới 7 kW. Giờ mình thay bóng đèn chỉ có là 1 kW thôi, nhưng mà nhiệt độ ở đây là cài 70 vẫn đảm bảo. Nó đang lên nhiệt độ, nó gần đủ rồi. Khi nào đủ nhiệt là cái cổng ao này sẽ tắt. Thấy không? Ở đây là cái máy Trung Quốc nhập nguyên thủy về, nó có hai lỗ, một lỗ hút gió vô với một lỗ ra nè. Giờ mình sẽ bịt cái lỗ hút gió vô. Mình cho cái ngõ ra thôi. Ngõ này nó thoát hơi nước ra nè. Sau khi sấy sản phẩm nó sẽ bốc hơi nước và thoát ra. Đồng thời cái ánh sáng tia hồng ngoại này nó sẽ làm cho diệt khuẩn trong này. Nó diệt khuẩn hết trong cái tủ nè. Và nó làm khô trái táo tươi này lại nè. Sấy không đường. Mứt táo không có đường, mứt táo mứt nho không đường. Đó. Mọi chi tiết xin liên hệ đặc sản nắng gió, 1-2 ấp Chiến Lược. Anh chủ đặc sản nắng gió đầu như Lenin vậy. Nãy giờ chưa lên nha mày. Để từ chứ. Mở con cửa ra. Mất hơi. Như từ nó mới lên, ít nhất phải 10 phút. Nhiệt mà đâu lên gấp được, lên gấp là nó không có ngon thức thực phẩm đâu, lên phải từ từ mới được. Bàn inox nè. Bàn inox anh làm chế biến hải sản hả? Đâu? Rồi cái máy này sao ta? À, từ từ. Đây là cái biên độ nhiệt là canh cao đỉnh của nó nè. Đồng hồ này ví dụ như lên 100 độ nó sẽ tự động ngắt. Cái này mình chỉnh tay. Còn cái này là mình cài thông số. Thông số nhiệt cần sấy. Thường sấy thì nhiệt độ 70 độ là đẹp nhất. Hiện giờ nó đang lên là 56 độ rồi nè. Đó. Mình chỉ cần thay cái bộ điện trở đốt nóng thành cái bóng đèn hồng ngoại ra là được. Nhiệt độ sấy vẫn đảm bảo và cái biên độ sấy thì nó không có quá cao. Cho nên là cái nhiệt độ nó cho ra vừa phải, nó sẽ cho ra sản phẩm mà là đẹp nhất. À, ánh sáng nó đang ở trong. Nó vừa có ánh sáng hồng ngoại mà nó vừa diệt khuẩn được trong cái tủ luôn. Rất là hay. Rồi mọi người đăng ký kênh, đăng ký cho mình nha. Đó. Máy này thì nguyên bản này là của Trung Quốc đang về, nó mình sử dụng nó chưa có ok lắm, mình sửa lại. Thay cái bộ đốt nóng nó thành cái bộ bóng đèn hồng ngoại thôi là xong. Cái đồng hồ định thời gian đây với lại mấy cái đồng hồ điều khiển này vẫn giữ nguyên. Tủ sấy thì làm ron rất là kín. Có một nhược điểm đó là cái lỗ hút vào thì mình bịt lại. Cái lỗ thoát ra vẫn để cho nó thoát hơi nước ở trong sản phẩm nó thoát ra đây. Đó. Rồi chào mọi người nhiều nha. Này sử dụng điện một pha. Điện một pha. Tủ sấy này sấy một lần khoảng 30 kg. 30 kg táo tươi lấy hột xong rồi đem vô sấy luôn. Này mấy cái bản lề của nó làm cũng rất là chắc nè. Cửa làm hai lớp hết, có cách nhiệt để nó đảm bảo nhiệt trong đó nó không bị thoát ra ngoài, nó giữ nó bảo ôn nhiệt tốt. Giờ nhiệt độ lên là 60 rồi.
60 rồi. Tại cái bóng đèn này chỉ có 1000W cho nên là nó nhiệt độ nó lên hơi chậm. Nhiệt độ lên hơi chậm. Bóng đèn này do nó công suất nó nhỏ cho nên nó lên nhiệt độ hơi chậm. Nó từ từ vậy nó mới sấy nó mới tốt. Rồi ok nha mọi người, cảm ơn mọi người đã đăng ký nhiều.